Chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình thăm bẫy các bạn ơi. Sáng giờ thăm đâu mười mấy cái rồi đó, chưa có con nào được con hổ hành mini. Bây giờ mình mới theo anh Thi tới anh Thi nha các bạn nha. Sáng giờ không có đi theo. Thì mới tới ảnh nè. Giờ cái này là cái đầu tiên nha các bạn nha. Đâu có mười mấy ngày mà cỏ lên cao cái này. Xạo. Nói xạo rồi. Cái gì vậy? Không biết cỏ gì không nữa. Wow, nặng nặng. Sướng sướng vậy. Cái gì mà đeo xì đầy mực lắm vậy? Cửa. Không ngựa. Trời ơi, thấy không? Lúa. Đẹp quá trời luôn. Cắt tấy lúa. Đánh lúa. Ở giò con này khủng anh chị. Lớn quá trời lớn luôn ấy. Ui lúa quá to, chắc cỡ 600g 700g. Đi ra ngoài đi. Con này đem vô nước nè. Đây các bạn, con này khủng à. Sao bị lạng, không phải sao bị lạng đâu các bạn ơi, con này cũng gần cả ký á. Mình nói nhỏ nhỏ bánh mì. Đem về bảo tồn hả anh Ti? Bảo tồn. Cần nhân giống. À, anh được với anh Định đã Bình Thuận toàn gắn đọt nè. Ở đây một là hổ ngựa, hai là ai do dần nín sướng 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 cá cá quá trời xíu xíu quá trời xíu. Xíu ơi xíu ơi xíu à không xíu con này nó khôn. Quá trời nhá. Tặng hôm bữa gà mới khôn. Ghê ghê gọi ghê. Trời ơi, không kiểu xỉu nữa. Nhưng mà có tiền à. Tức gì có tiền. Cái tay tao. Tay tao. Tức là có tiền. Có tiền là. Sáng giờ mười mấy cái rồi các bạn ơi, mới được có hổ hành mini với lại con hổ ngựa. Hổ hành. Con chó đó, nhìn nè. Trời ơi, nó ỉa. Mình đâu, bây giờ mình đang nặng ỉa bên đây. Bỏ tư lưới đó luôn hả? Kẻ nó có 10 cái dừa. Thì có 10 cái dừa. Ồ, kẹt ở đâu rồi? Kẹt rồi. Ồ, nặng rồi. Sao tôi thấy một quả xíu nè. Ui, con ở trong nữa nè. Hai con. Hai con. Ồ, đi về này. Một lồng hai con rồi mà. Đó, một con kẹt đầu nè, con ở trong nữa nè. Cũng trọng đó các bạn. Ê, con này quá nhiều em anh Thi. Con này chắc cỡ 3 lạng mấy 4 lạng á. Được rồi, em. Chạy gì hả cô? Giờ bắt rắn. Còn con này mình xử lý sao hả các bạn? Bỏ tại. Chuyện bỏ nó nuôi được. Con này nuôi nè các bạn. Ai có nhu cầu gắn nuôi liên hệ nha. Liên hệ với anh Thi nha.